Ở đây mát nhờ công nhỉ? Thế anh Dìn đi chật củi rồi à? Anh Dìn với chị dâu đang lên chật củi bên kia. Tí mà. Thế là công phải trông à? Vâng. Trông cháu à? Vâng. Được mấy tháng rồi nhờ công nhỉ? Đây, bê nó lùi vào đây. Nắng quá nên là chú ngồi đây nghỉ tí cho mát. Được mấy tháng rồi biết. Ôi dồi, à. Nhẹ nhàng thôi. 6 tháng rưỡi. 6 tháng rưỡi rồi. Chắc có 6 tháng, 6 tháng rồi. Đấy, con của em Dìn đấy. Lần trước lúc mà ước giúp em Dìn đây, đang làm cái nhà này. Bế em cẩn thận nhá. Đang làm nhà này thì mới bắt đầu yêu này nhỉ. Vâng. Phải không? Vâng. Con lớn này rồi, 6 tháng rồi. Thế được nghỉ hè bây giờ làm gì? Bây giờ em về trang châu hộ anh vắt nương vung như các kiểu. Ừ, ba anh em phải giúp đỡ nhau nhá. Vâng. Thế anh Dìn có tổ chức đám cưới không? Không. Thế anh ấy bảo đám cưới không? Anh bảo là trả tiền cho bà ngoại xong không đám cưới. À, không tổ chức nữa. Ừ. Thế trước sinh cháu này có đầy tháng không? Không. Có làm không? Không. Đặt tên ấy. Đặt tên có. Có à? Vâng. Làm mấy mâm cơm? Em đi học rồi không biết nữa. À, Đang học không về à? Vâng. Thế anh Dìn là bán một con trâu rồi phải không? Vâng. Thế bây giờ còn một con. Vâng. Em một con lợn. Nhà cửa đấy quét dọn nhá. Vâng. Bẩn đi về giúp anh quét nhá. Vâng. Công nhận ở trên này mát thật các bạn. Đây, khu vực dưới này. Đây có được cái bóng cây si. Đây, trên này nó cao, gió nó lùa từ dưới kia lên mát lắm. Thế buổi trưa là ba anh em cứ ra đây ngủ thôi à? Vâng. Cả đội trẻ con là ngủ hết ở đây. Vâng. Chú đi vào xem nhà thôi mà. Đi vào bếp trước à, xem là có gọn gàng không. Đấy, quét dọn sạch vào nhá. Vâng. Bát đũa ăn xong rồi phải rửa luôn. Thế tối là anh Tú anh ngủ đây à? Vâng. Thế công ngủ cùng ai? Ngủ cùng anh Tú đây. À, hôm mưa gió là mới chạy đi nhà mới. Vâng. Đấy là ở đây trông. Vâng. Trông bếp. Trông bếp. Sợ người ta vào lấy cái gì? Vâng. Có mấy cái nồi đây làm gì có cái gì để lấy đâu. Thích trông. À, thích trông nhà. Vâng. Ừ, thế chia nhau ra ngủ không được. Nhưng mà mưa thì phải chạy sang bên kia nhá. Vâng. Không nhà này sập quá là... tù ở đấy nhá. Vâng, vâng. Lúc đầu mà ước lên quay nhà của ba anh em đây là nhà siêu nứt luôn. Đấy, các bác nhìn đấy. Nứt kinh khủng luôn. Ba anh em bảo lúc gió to không dám ngủ ở trong nhà. Sợ sập. Đây, chỗ nào cũng nứt. Nứt toàn toát cái rồi. Đấy, bên kia. Đi sang nhà to xem nào.
À bên này mình có bếp đây. Bên này anh Dinh với chị dâu làm bên này em ăn rồi. Có cái nấu cả hai bên à? Vâng. Hai bên nấu mới nhanh. Hai bên nấu mới nhanh. Xong là tối là ăn cơm ở đây cùng nhau, đúng không? Đấy, nhà mát mẻ này. Cái gì đây? Đốt cái gì đây? Hôm qua là có ông Dình với em bé này bị hô hô, xong bảo bố về. Bố làm cái bị em bé ho ho à? Vâng, em bé bị ốm ốm xong bảo bố về. À, đốt đốt này là chưa dọn đi à? Chưa dọn. Không được dọn à hay là nào? Được nhưng chưa dọn thôi. Tí nữa dọn đi nhá, dọn sạch đi nhá. Thế là gì khác tự cúng cho con à? Vâng. Bố khác tự làm cho con luôn. Vâng. Đốt xong làm cái gì nữa? Công được kể cho nào. Đốt xong thì ly xong rồi. Đốt xong cho đốt xong làm gì? Đốt xong luộc thịt xong ăn thôi. À, thắp hương không? Hả? Có thắp hương không? Không. Đốt xong cái là luộc thịt xong là ăn. Vâng. Có đông người không? Không, không đông lắm mà. Tầm khoảng chưa đến 10 người mà. Chưa đến 10 người? Vâng. Gạo có được 3-4 bao này thôi à? Vâng. Này, bảo anh Dìn anh Tú kê lên này. Không nó mốc hết đấy. Kê lên một tấm ván xong là đặt lên nhá. Không cái này để này nó nảy mầm đấy. Thôi chú đi về đây nhá. Chào cháu nhá. Cháu chào chú. Nhớ là quét dọn nhà cửa đi nhá. Đấy có cái chổi lau đây. Gạo này nhà nước cho à? Hay là đi mua? Không, mua về. Ờ. Đây này. Nắng này thì giặt cái chổi này đi. Thỉnh thoảng quét nhà lau nhà sạch vào. Chú đi sang bên này đi. Đi xem nhà MC nào. Lâu lắm ước không lên đây. Ờ, xin chào. Đi đâu đấy? Không ở nhà rồi, có mỗi Công ở nhà thôi. Công ở. Tú đi làm rồi, đi chặt củi rồi. Lên được một lúc rồi. Nó ngậm được kẹo chưa? Đây, cầm đấy, bóc cho nhé. Nó tha này. Xin chưa? Xin. Cháu xin chú. Cháu xin chú. Ừ. Nhớ đông người. Lên đây, nhanh. Phát kẹo. Chị bảo mút ha. Cháu xin chú. Ừ. Đây, cho em nữa. Cháu xin chú. Tên là gì? Cháu tên là gì? Tên là gì? Học lớp mấy rồi? Không biết nói à? Chipo à? Chipo 2 à? Vừa đi tắm về phải không? Tóc ướt này chắc vừa đi tắm suối về rồi. Tắm em đi đâu ấy? Lên đây bảo là Tú ở nhà thì mai phủ chiến cố. Nhà đi làm rồi, chắc phải chiều tối mới về. Thôi, chú chào Công nhá. Chào các cháu nhá. Chú đi về đây. Bây giờ ước sẽ đi sang nhà MC này.
xem là bây giờ hai vợ chồng nào rồi. Không biết là chồng đã đi làm về chưa. Trước chồng là đi làm công nhân. Đây cũng là nhà nha các bác nhá. Hai vợ chồng ra ở riêng. Nhà không khác gì cái lán. Đấy. Có màn này, chăn chiếu đây. Có một cái ghế. Ghế bên nồi thôi, nấu cơm thôi, không có gì cả. Nhà này hai vợ chồng chắc đi làm rồi nhỉ? Đã. Hai vợ chồng chắc đi làm rồi nhỉ? Vâng, hai vợ chồng đi làm rồi. Trong khu nhà này còn rất nhiều hộ khó khăn các bạn. Nhà Si có ở nhà không nhỉ? Em nhỉ? Vào xem nhà Si nhé mà. Em bận gì không? Bận gì không? Ờ, thôi đi cùng anh vào nhà Si chơi một tí. Chồng Si về chưa? Đi làm công nhân đấy. Chồng Si á? Ừ. Nó ở nhà. Trước đi làm công nhân mà, trước lúc anh lên là hai vợ chồng chồng đi làm mỗi mình vợ ở nhà thôi. À. Khóa cửa đi đâu hết rồi. Đấy, cái này tận dụng nước mưa. Máng nước mưa chảy xuống đây cho ra một cái téc này. Cái này làm nước uống ngay đấy. Bên kia như thế. Nhà bên kia có một téc này. Nước sinh hoạt ở trên khu này là vẫn phải đi xách nước từng can một ở dưới chỗ quán nhà anh Minh nhỉ. Đúng rồi. Vất vả lắm. Xe chồng đi làm khóa cửa. Vợ chồng nhà MC thì nhà cũng nghèo. MC này là rất chịu khó nha các bác nha. Lần trước ước cũng đã lên đây quay video chia sẻ rồi. Nhưng mà em ấy không biết là không nói được tiếng phổ thông. Nên là không biết đi làm gì. Chồng thì biết một tí, cũng đi làm thuê. Lúc ước lên thì chồng vẫn làm đi làm công nhân. Rồi thấy em ấy bảo là về rồi. Thế chồng về lâu chưa? Chồng Si này về lâu chưa? Về lâu rồi. Thế anh lên mà không gặp nhỉ? Khoảng 5 giờ đấy nó về, sao nó về nhà. Ở nhà Si này có cây xoan to nhờ. Ừ, cây lắc này cây to. Gốc này vanh nhá phải hơn 200 đấy. Xoan ta. Xoan này bây giờ hiếm lắm nhỉ, hầu như người ta bán hết rồi. Bán hết rồi, cây to. Lắm. Cây to là họ về họ lấy hết. Chuồng lợn nhà MC. Kia là lợn nhà MC phải không? Ừ. Hay là chuồng bên này nhỉ? Hai chuồng này cũng phải. Cả hai chuồng đều phải hết à? Đấy, cũng nuôi được khoảng 5-6 con lợn đấy chứ. Có mà. Bên này 4 con đây. Bên kia không biết mấy con. Bên kia 2 con thôi. 6 con. Bên này là chuồng gà đây. Ừ.
Thôi em mới khổ nhà thì mình về thôi nhỉ. Vâng. Nhà này là nhà là anh trai nhà bên kia nhớ em. À. Vâng. Thế là ba anh em ở gần nhau. Đấy. Đây nhà anh trai. Nhà anh trai đây. Thằng đến nhà em. Ừ. Nhà em cũng nghèo nhỉ. Ừ, nhà em nhà bên kia. Nhà bên kia không có một cái gì. Có mỗi cái giường với bếp thôi. Đây là bố mẹ. Bây giờ ba anh em là tách nhau rồi. Bây giờ có hai anh em ấy. Yeah. À ba anh em. Tổng là có 5 anh em. Đấy. Lúc mà ra ở riêng chắc là bố mẹ không có cái gì để cho. Mà ở chung với nhau không được. Các bác nhìn thấy lợn ở trên vùng cao nuôi. Chuồng lợn nhìn rất là sơ sài. Thế cho anh đi cùng nhá. Xe anh để dưới nhà ông Minh ấy. Sắn nhà nào tốt chưa nhỉ? Sắn này á? Ừ. Nhà bên kia. Nhà em là ở chỗ nào nhỉ? Nhà em ở dưới nhà cậu ấy. À dưới này nhỉ? Đây. Ừ. Bên nhà dưới kia. Gần nhà giàn. Ờ đúng rồi. Sát nhà giàn. Nhà này cũng nghèo đây, các bác đây, nhà Trịnh Tường đây. Đã đi làm hết rồi. Tức đi qua đây mà không ít dân đấy ở nhà lắm. Nhà này thì còn thấy ở, nhưng nhà này sách nhà đóng cửa luôn. Chắc là sáng đi tối mới về. Tí đi xuống nhà em chơi một tí nhỉ? Vâng. Em vào để biết nhà, lên gặp nhiều rồi nhưng mà chưa biết nhà ở vị trí nào. Vâng. À thế nhà em là gần nhà nhà Giàng luôn đấy nhỉ? Nhà Giàng bên kia phải không? Lần trước là anh hay đi từ bên này sang. Bây giờ đi cái đường mới này thì nhìn nó lạ một tí. Nói chung là ngõ ngách nó thông nhau hết. Thế luôn sao không đi đường bê tông đi? Đã. Sao không đi đường bê tông đi? Cái đường này chưa đổ. Cái nó chưa xấu. À đây nhà em đây à? Vâng. Nóng bạc anh ạ. Giàng không biết cổ nhà ấy. Rằng nó chả biết nó ở nhà đây anh. À nhà em cũng làm sân được rộng đấy chứ nhỉ. Vâng. Chung nhà cửa này là đẹp rồi. Nhưng mà ở trong thì anh em gặp nhau rất nhiều rồi nhưng mà chưa được vào nhà bao giờ. Vâng. Chào em nhá. Đây vợ đây à? Vợ. À, vợ nhìn trẻ nhờ. Vợ sinh năm bao nhiêu đây? 97. Em là 9 mấy nhỉ? 97 nữa. Ừ. Với đây. Đây bằng tuổi nhau. Vâng. Đấy. Đó một đứa gì không? Em có một đứa này thôi phải không? Ba đứa rồi. Vâng. Nhanh thế nhỉ. Nhanh lấy kẹo cho nó. Nó thản. Chị lòng mất thản. Chị lòng mất thản. Đấy bố mua vòng bạc cho nhìn đẹp nhỉ. Nhiều trẻ con trong này cứ đi đeo cái vòng sắt này nhỉ. Vâng. Nóng lắm. Cũng bái xong là đeo cái vòng linh ta linh tinh vào.
nặng hết cả cổ của con. Đeo vòng bạc này đẹp. Em làm lâu chưa? Cái này làm ngoái em đi làm quần ống ấy. Về thì thay mấy cái cột này, còn cái xà bên kia xà cũ. Thay đi thôi. Đi hai năm Quảng Đông. Đi tận Quảng Đông làm cả. Vâng. Nhưng mà chắc đi lâu rồi không? Đi tháng 6 mới đi. Đi làm bên đấy 2 năm. Hai năm mới về. Hai năm đi hai năm. Hai năm là không về nhà thế nào luôn. Không. Thế được bao nhiêu tiền về? Được phố này, polo này. Không mà em đi làm Quảng Đông ấy. À Quảng Đông á? Được mới hai mấy triệu thôi mà. Đi làm hai năm có được hai mấy triệu thôi? Chủ nó có cho hết đâu. Thế bây giờ vẫn còn nợ à? À em á? Ừ. Không. Chủ nó nợ công á. Ừ. Bên kia thì nó không có. Có thì nó có chối đâu. Em đi một năm về làm sửa cái nhà này, đi một năm về mua con xe đây. Ừ, mua xe máy à? Vâng. Đi làm thành Quảng Đông là cũng vất vả đấy nhờ. Đi như thế mình không biết ai ấy. Em có biết tiếng không? Tiếng. Biết tiếng tiếng Trung ấy. À. Vâng, em biết mấy câu thôi. Nó mó chỉ phả này. Cái kia thì nghe được một tí. Em biết một tí nữa. Nó không biết kìa lúc đè thì nó. Thế này là bếp à? Bếp. Nhà em nhà trình tường thôi nhỉ? Trình tường thôi anh. Anh cái tưởng xây luôn, nhìn đằng trước này thì xây này. Đúng. Trước này xây. Cứ tưởng xây được hết, hóa ra chỉnh tường một nửa. Đây là trước là phá anh tỏa nó nhìn sai. Em mấy hôm này em vẫn đi Bình Dương hả? Đi làm ở Bình Dương à? Ừ, đi làm công ty ép giày. Ép giày á? Ừ, nhưng mà áp lực quá, nóng quá làm không được về nhà. Mua được con bò bé này. À đi làm mua được con bò bé này à? Ờ. Con này. Thế con bò to này của ai? Của em đó. Thế nhà có hai con à? Ừ. Con này là 3 triệu. Biết sàng ở nhà không nhỉ? Dạ lắm, dạ. Đi mấy chỗ? Đi mấy chỗ? Đi lên nhà giàng chơi một tí. Vâng. Đi đường nào thôi? Đi chân này đi. Áo nước à? Ờ, tí đi sang nhà giàng uống được mà. Đi lang thang trên bản nhé mà. Xem có gì đổi mới không? Đường nào đấy? Ờ, mua. À, chân này đi. Đây nhà giàng nứt ác này, sắp đổ ra rồi đấy. Đây còn lấy cái cây để mà làm cái khóa để cho nó đỡ bừa ra ngoài đây. Các bác nhìn thấy khiếp không? Nền đất này bị lún nên là nó nghiêng hết về cái mảng bên này. Giáng ơi! Chắc không biết mình về đâu.
Đây này, đây lún hết này, nhiều. Chào Hiếu. Xin chào nhá. Rồi. Hôm nay ở nhà. Hôm nay đi tập cây về sáng mai tập nhà bếp đi. À. Tập. Mai làm nhà bếp à? Mai. Đâu định làm bên nào? Làm bên này nó lại sập rồi em ạ. Hôm mấy hôm trước rồi sập bên này, thằng này. Tạm thời làm cái này chống em ạ. Bị sập á? Ừ, không chết sập nhưng mà không có cây bao giờ, nghèo quá, thử bởi này làm. Đang đi làm cái này mà không có thời gian mà tiếp tục làm cái kia. Cái này sập này. Đấy các bác biết rằng đây là trước làm thợ xây. Xây nhà ba anh em mồ côi ấy. À, định làm bếp này à? Không, chỉ là cái này, hai cái này này. Cái này nó sập hết rồi. Ở cái này nó gãy hết rồi. Cái là mòn hết rồi nha. Ừ. Giống của nó rất là gì? Thay tất cả mà cái này hết rồi. Thế mai là nhờ anh em làm à? Ừ, mai nhờ em làm. Thế thì phải dỡ hết rồi. Dỡ hết rồi. Mà cái nhà to thì để chưa có thời ở chưa có thời gian mới lại chưa có tiền xong là tạm thời lại cái này trước ra. Đúng không? Mưa sở mưa. Mới lại chắc là mới lại mới ôn nó lại làm cái này trước nữa rồi. Cái lún này không khắc phục được nhỉ? Cái lún này chắc không khắc phục, phải dỡ hết cả cái máy này cơ. Nó làm được. Cái này phải dỡ đi. Dỡ hết cái này. Này nó sập vào đầu lúc nào không biết đấy. Ừ. Cái này nó lại phải dỡ hết cả nhà này mới làm được. Mai là có cái này, mình lấy cái này. Lấy cái này để dỡ. Không rằng cái này thì xuống lâu rồi. Đấy, xuống nó lại đang sập đây này. Lún xuống. Không khác gì trẻ con đi qua đổ úp vào gái thôi đấy, đứt luôn đấy nhờ. Sáng nay không làm cái này trước nha, cũng phải làm cái này. Tấn lực thì chắc sáng mai cũng điện sẽ làm như nào, làm cái này tranh thủ cái này một dùng cái này một phần. May rồi cầu có cái kim kim cát á, cát nào ạ, kim cát thì tỏa có à, tỏa có thì mai tỏa lên giúp à, tỏa trưởng thôn đi thế nào thì lấy máy cát, không cái này lấy kim cát không được, mòn cát nó được thế nào cái này keo sao nhỉ anh người nhỉ, cái này keo nó mòn hết rồi mình cát đấy. Vừa ở trên nhà Hồ xuống đây mà. Nên bảo là đi xuống đây lang thang trên bản một tí. Xem mấy anh em xem dạo này nào. Thu hoạch được nhiều ngô lúa không? Rồi bởi là nó được là nhiều ngô. Không ít thôi. Thằng hắn nó kéo dài quá nên là thu được ít. Bây giờ lúa thì thóc thì năm nay là lại không thu được. Được gần 6 7 bao. Có cá mà không hết rồi, quay hết rồi. Đây là mùa này là mùa cày, mùa gieo mạ nữa, chưa có thời gian để đi làm. Mấy hôm cố gắng thôi. Làm cái nhà bếp là xong á. Mai bảo anh em nên giúp sửa cũng được. Đấy, mai anh không em. Mưa gió này nó sập xuống thì thôi rồi. Nhìn nó ấy quá nhỉ, yếu quá, mong manh quá. Gió to là sập đấy. Sợ nhất là cái mà này thôi, các cái này thì rất là sáng mai lại sập hết rồi. Thôi cố gắng khắc phục nó. Thôi nhá, về nhá. Rồi, okay. Xin chào nhá. Rồi, chào em ấy. Hôm nào có gì gặp lại nhau. Rồi, hôm nào lên chơi. Anh em mình bằng tuổi. Bạn bè thôi. Cứ hay quyền suất. 90 mà. Đúng rồi. Khi nào lên chơi nhá, bạn nhá. Rồi. Thôi chắc anh cũng xin phép rồi. Ở chắc anh đi về luôn đây. Về luôn. Không tí sợ muộn đấy nhá. Ừ.
Chào hai vợ chồng nhá. Vâng. Lúc nào có dịp lên chơi sau nắng quá, ui, cháy hết mặt đen xì. Nắng quá anh ạ. Ờ, xin chào nhá. Vâng. Thế đi nhá anh ạ. Ờ. Nước vừa từ nhà em Hồ đi xuống thì đi lòng vòng vào trong bản một tí. Trong bản Khôi Miền nói chung là còn rất nhiều hộ khó khăn. Như nhà này, nhà trình thường đất này. Trong nhà không có một cái gì. Thôi chắc giờ cô xin tạm dừng video tại đây nhá. Hẹn cứ có bác ở những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.